6 tư thế nằm giúp bạn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Thực hiện hàng ngày hiệu quả rất tốt. Nhiều người bị khó ngủ, mất ngủ, trằn trọc mỗi lần lên giường, muốn ngủ nhưng khó ngủ sâu. Điều này khiến bạn rất mệt. Đây là giải pháp giúp bạn dễ ngủ, hãy nên thử vào mỗi tối. Bài tập dành cho người trằn trọc khó ngủ hay dễ bị mất ngủ, thức dậy khó ngủ lại. Rất ít người trong chúng ta có thể ngủ ngay sau khi lên giường nằm ngủ. Thậm chí nhiều người còn trằn trọc, khó ngủ, mất ngủ dài ngày bởi những lý do khác nhau. May mắn thay, có những bài tập giúp bạn làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và thư giãn trong vài giây. Nếu bạn đang rơi vào trạng thái khó ngủ, mất ngủ hoặc chỉ đơn giản muốn lên giường là ngủ ngay, thì đừng quên áp dụng 6 tư thế thể dục trước khi ngủ sau đây. Thực tế, đây là những động tác thể dục yoga hữu ích giúp bạn dễ dàng lên cơn buồn ngủ. Ngay sau khi tập, bạn sẽ cảm thấy gần như mình đã quá buồn ngủ rồi. Đừng chần chừ, hãy làm thử ngay từ hôm nay nhé. Thứ nhất, động tác dựa chân lên tường. Cách thực hiện: nằm xuống đối diện với tường và đặt một chiếc gối dưới thắt lưng của bạn. Nâng cao chân sao cho gót chân vào đầu gối cùng một đường thẳng. Hai tay nằm dọc theo cơ thể, lòng bàn tay hướng lên. Giữ động tác này trong 2 phút, sau đó nhẹ nhàng uốn cong đầu gối của bạn và chuyển chúng sang hai bên. Thực hiện lại động tác nếu bạn muốn. Đây là một tư thế thể dục có rất nhiều lợi ích, không chỉ giúp bạn dễ ngủ mà còn làm thon gọn đôi chân, giúp máu di chuyển lên phần thân và đầu nhiều hơn, có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch và huyết áp. Thứ hai, động tác rắn hổ mang, hai tay đan ra sau, nằm sấp. Cách thực hiện: nằm sấp trên bụng và đan khóa các ngón tay ra sau lưng. Hít một hơi thật sâu, uốn cong lưng và duỗi các ngón chân và cố gắng nâng chân lên để chạm gót chân bằng tay. Sau đó từ từ hạ chân xuống và thở ra. Lặp lại bài tập 5 đến 10 lần. Chỉ sau đó bạn mới nên bỏ khóa các ngón tay và thả lỏng tay. Đây là động tác yoga phổ biến, mang lại nhiều tác dụng cho vùng cột sống, lưng và hỗ trợ thư giãn toàn bộ cơ thể. Thứ ba, nằm xoạc chân ở một góc rộng. Cách thực hiện: ngồi xuống, hai chân dang rộng ra hai bên và đặt một chiếc gối trước mặt, duỗi thẳng lưng và hít sâu hết mức có thể. Sau đó, từ từ thở ra và vươn tay về phía trước, nằm lên gối. Nằm ở vị trí này, hít vào và thở ra 10 lần, rồi ngồi dậy trở lại tư thế ban đầu. Thứ tư, nằm ngửa co gối, chạm hai bàn chân vào nhau. Cách thực hiện: nằm ngửa trên gối, co đầu gối lại, chạm hai bàn chân núp vào nhau và dang đầu gối sang hai bên. Tay bạn được thư giãn và duỗi dọc theo cơ thể, lòng bàn tay ngửa lên trên. Thở sâu và đều, giữ nguyên tư thế này trong 3 phút. Thứ năm, nằm vặn mình. Cách thực hiện: nằm ngửa, gập đầu gối và đặt chúng sát nhau. Từ từ nghiêng hai chân sang một bên, giữ chúng bằng tay. Vặn người sang phía đối diện, giữ nguyên như thế trong 1 phút, sau đó đổi bên. Lặp lại 2 lần cho mỗi bên. Đây là động tác giúp thư giãn các cơ liên sườn, thả lỏng phần thân trên và thân dưới, tập trung vào phần xương sống và thắt lưng. Thứ 6, tư thế nằm ngửa, thả lỏng toàn thân. Cách thực hiện: trong yoga còn gọi đây là tư thế xác chết, nằm ngửa thả lỏng hoàn toàn, hai chân tách rộng, hai tay dưới hình chữ V, thả lỏng sang hai bên thân, lòng bàn tay hướng lên trên. Nên đặt thêm một chiếc gối mềm dưới lưng. Quan sát cột sống và đầu của bạn để giữ tư thế nằm trên một đường thẳng. Hít 3 hơi thở thật sâu và thở ra qua mũi của bạn. Sau đó tiếp tục thở 4 nhịp bình thường. Đến thời điểm này, bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ và sẽ sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.